Hello mọi người, chào mừng đến với kênh Zen Thì lần này Zen ra mắt khóa học GRPC một mini course trong các bộ khóa học Spring Cloud Microsoft của Zen GRPC là một open source framework được phát triển bởi Google, có hiệu suất cao. Vậy thì hiệu suất cao như thế nào? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong khóa học này. Thì GRPC cũng là một framework được quan tâm bởi khá nhiều các lập trình viên backend hiện nay. Thì các em nhìn vào sơ đồ các em sẽ thấy là chúng ta sẽ có nhiều các ứng dụng viết trong các ngôn ngữ khác nhau, giả dụ như Ruby, C++, cộng cộng hay Android, Java chẳng hạn. thì các ứng dụng này thông thường chúng ta sẽ giao tiếp với nhau dựa thành kiến trúc RESTful Web Service. thì khá phổ biến hiện nay hầu như lập trình viên backend nào cũng có thể viết được RESTful Web Service rồi. tuy vậy thì với tốc độ của thằng REST khá là chậm so với thằng GRPC này. do vậy Google quyết định public nó thành một cái framework open source và GRPC cơ chế của nó thì cũng tương tự như thằng Red thôi, dùng để giao tiếp giữa các xe với nhau. Tuy vậy tốc độ của nó nhanh hơn thằng REST và theo tính toán lý thuyết thì nó có thể nhanh hơn gấp 7 lần. Thì trong khóa học lần này chúng ta sẽ tìm hiểu về GRPC trong giao tiếp các ứng dụng với nhau, protocol buffer dùng để định nghĩa các interface cũng như định nghĩa dạng nội dung dữ liệu trao đổi qua lại cho các ứng dụng đơn giản, nhanh hơn và giảm thiểu dung lượng giao thức HTTP2 cũng như hệ thống client server áp dụng GRPC với Java demo. Thì các em có nhu cầu học online, offline thì có thể liên hệ với Master qua các nền tảng mạng xã hội hay là số điện thoại. Cũng như đây thì dây Master giới thiệu một số sản phẩm dây Master đã phát triển như là trang học online Jay Master .io, trang hackathon.net để thi thuật toán, trang ôn thi bằng lái xe.net hệ thống bao gồm cả web app để ôn thi giấy phép lái xe, xe máy ô tô, mô phòng cũng như trang sim68.net dùng để bán sim cộng tác viên cho một bạn học sinh đã học ở đây thì các bạn có thể liên hệ để tham gia phát triển sản phẩm như này xin chào và hẹn gặp lại